Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn về một cái sản phẩm mà gọi là gây đình đám hiện nay trên cái giới gọi là chữa thận yếu, thận suy, đau lưng, mỏi gối đó. Thì mình hôm nay không có cây thuốc nên mình không thể quay cho các bạn về cây thuốc được, nhưng mình sẽ nói cho các bạn biết về cái tác dụng của nó. Thì các bạn có thể là tiếp mình đi lấy các vị thuốc để mình có thể dùng được. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái bài thuốc dành cho các đấm mày râu yếu sinh lý cần gia tăng đó. Thì mình cũng trước khi nói về video này, mình cũng khuyến khích các bạn là không nên gọi là quá lạm dụng, tại vì khi chúng ta lạm dụng cái bài thuốc ấy để giúp chúng ta tăng sinh lý đấy, thì là nó sẽ dẫn đến là chúng ta bị hại thận, suy thận lâu ngày, là dẫn đến suy thận đó. Thì các bạn cũng không nên lạm dụng quá mức, chúng ta chỉ dùng cho nó vừa đủ thôi, gọi là làm cho các chị em là không quá gọi là mất khí thế thôi, chứ không nên lạm dụng cái bài thuốc này quá. Đó là cái lời khuyên của mình trước khi vào cái video này. Thì đây là rễ mút tân. Rễ mút tân thì nó còn một cây nữa, là cây kết, nó giống một loại này, nhưng mà chúng ta khi lấy thì chúng ta phải biết phân biệt làm sao để cho chuẩn nhất. Thì các bạn chú ý là phải hỏi nó được chuẩn rễ mút tân hay không. Mà khi cạo nhựa nó ra thì thường mình lấy là mình lấy tươi, sau đó mình về mình dùng máy mình băm thì mình sẽ phân biệt được ra là cái rễ chuẩn hay là không. Thì cái rễ mút tân này nếu uống độc vị cũng vẫn được, nhưng mà cái công hiệu nó không mạnh. Thì mình thường thường mình sẽ phối hợp với những cái bài khác. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ với các bạn về một số bài có thể là kết hợp để chữa về cái bệnh kém sinh lý, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì bài này bản thân mình cũng đã từng bốc rồi, thì mình cũng chia sẻ với các bạn thôi, mình không giấu giếm gì cả. Và nó kiếm được liệu thì các bạn có thể dùng, nhưng mình khuyến khích là không nên lạm dụng nó đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng như các vị như sau. Rễ mút tân này chúng ta lấy một nắm, nắm nhỏ nhỏ tầm như thế này để mình ước lượng, tại vì mình không hay cân đâu, thường thường mình toàn là ước lượng tầm 15 cho đến 15 gram đấy, tầm như này đến một nắm. Cu li tức là củ khúc khắc ấy, khúc khắc một nắm. Cu li tức là cái gọi là củ cu li, nó còn gọi tên khác là cái gì nhỉ, mình vừa nói đến cu li mình lại quên mất tên. Thì các bạn cứ nhớ biết là cu li là được rồi. Củ cu li một nắm, rồi là cây cốt toái bổ hay còn gọi là cây tắc kè đá, chúng ta dùng một nắm. Thêm một nắm cây cỏ xước và một nắm cây củ bù cu đó. Đó, ngoài ra thì còn rất chi là nhiều vị, nhưng trước mắt các bạn có thể sử dụng mấy vị đó, các bạn mỗi vị một nắm, các bạn đun nước lên và chúng ta uống nước và trước và sau bữa ăn đều được, mỗi lần một bát, ngày uống 4 lần. Thì chúng ta uống trong vòng tầm 4 ngày, 3-4 ngày thì chúng ta có thể biết cảm nhận được tác dụng của nó ngay rồi, không cần phải lâu. Thì ngoài cái bài đó ra, mình xin chia sẻ thêm các bạn về một cái bài nữa, tức là nó giúp cho tăng sinh lý cố tinh, tức là cái thời gian cố tinh, tức là thời gian quan hệ nó lâu hơn, thì chúng ta có thể sử dụng bài này. Còn cái bài mà vừa rồi mình chia sẻ thì là nó chỉ gọi là giúp bổ thận, làm cho tăng cường sinh lý thôi, chứ còn để mà cố tinh dành cho các bạn mà xuất tinh sớm, chưa đi chợ, đến chợ đã hết tiền ấy, thì là chúng ta cần những cái bài khác. Thì hôm nay mình chia sẻ luôn về một cái bài khác nữa để cho nó cố tinh. Thì các bạn có thể sử dụng là một nắm cây mút tân, rễ mút tân này, một nắm cây dây tơ hồng, hoặc là cái hạt tơ hồng có tên gọi khác là thỏ tí tử, một nắm rễ tim mao, sâm tim mao, sâm tim mao, hoặc là nếu không có sâm tim mao thì có thể thay bằng rễ sâm cau, nhưng mà nếu mà có sâm tim mao nó vẫn là chuẩn hơn. Và một nắm dây u chọc chiều, dây u chọc chiều nhé, và một nắm đậu đen xanh lòng rang lên, thì là hoặc là các bạn để thẳng thế cũng được, một nắm. Những vị đó các bạn mấy cả cỏ xước nữa, cỏ xước gần như bài nào mình cũng cho, nói thật là như vậy. Thì có thêm cỏ xước nữa, thì mỗi vị mà các bạn cho một nắm thì
thì là các bạn sẽ đun với nước và đun trong thời gian là mới nước đầu là chúng ta sẽ đun trong vòng 10 phút, sủi 10 phút thì chúng ta sẽ uống cho vào phích và chúng ta uống một ngày thì 4 bát. Còn cái bã thì các bạn cho vào trong cái tủ lạnh ấy, thì chúng ta để hôm sau chúng ta uống. Thì nước thứ hai chúng ta sẽ cho vào nước xâm xấp mặt thuốc ấy, tức là thuốc đầy lên đầu thì chúng ta cho cao hơn một chút, thì các bạn đun lấy 15 phút để cho nó ra hết cốt trong cái vị thuốc chúng ta đi. Và sau đó thì các bạn uống, thì thường thường là một thang thuốc thì các bạn uống trong vòng 2 ngày đó. Thì đó là cái bài cố tinh, bổ dương khí, cố tinh. Và mình cũng xin nói thêm, đó là những cái bài thường thường về những cái bài bổ thận này, bổ thận tráng dương này, thường nó sẽ chữa được cả cái bệnh đau lưng do thận yếu đó. Thì trước đây mình cũng đã chia sẻ với các bạn về cái chữa đau lưng do thận yếu bằng một cây thuốc. Thì hôm nào mình sẽ nói cho các bạn biết về cái thuốc đó, thì nó dùng độc vị thôi, nhưng mà cây đó uống lâu dài thì không tốt. Thì hôm nay mình chia sẻ ở đây là cây dây mú tần đó, rễ cây mú tần nha các bạn nhé. Thì các bạn chú ý là không nên lạm dụng, uống không nên thời gian quá dài. Tại vì sao mình nói như vậy, nói cái gì nó phải rõ ràng, tại vì khi chúng ta sử dụng cái thuốc này lâu dài nó sẽ làm cho rối loạn cương dương, làm cho chúng ta yếu yếu sinh lý, sau này là loạn dương, nói thẳng là loạn dương. Chúng ta không nên sử dụng trong thời gian quá dài, chúng ta chỉ sử dụng trong 1 tháng, nó nghỉ vài ngày, sau đó các bạn lại uống uống làm sao đến khi mà các bạn thấy đủ đủ rồi là ok. Nhưng chúng ta không nên lạm dụng nó, thuốc nào cũng thế thôi, nó có là hai mặt, mặt trái mặt phải, nó làm tốt nhưng nó có thể làm hại được. Chính vì vậy mà mình khuyến cáo các bạn là trước khi dùng thuốc chúng ta nên biết thuốc như thế nào, thuốc nào cũng thế, thuốc tây cũng thế, mà thuốc nam cũng vậy, nó là con dao hai lưỡi, nên các bạn đừng có gọi là lạm dụng nó quá mức đó. Thì mình nhớ lần trước là mình có chia sẻ một cái cây thuốc nó dùng độc vị thôi, đó là cái cây 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 thì nhà cây cây chó đẻ đắng cưa, hay còn gọi là cây cái gì Minh Châu nhỉ, quên mất tên rồi, cây chó đẻ đắng cưa. Thì các bạn có thể đánh tra anh Google thì nó sẽ ra là cây chó đẻ đắng cưa. À, cây diệp hạ châu, đúng rồi, cây diệp hạ châu. Nếu quả nó bên dưới hình mình lần trước mình làm cái video chưa mình không nhớ, nhưng để mình xem lại, nếu mà chưa làm mình sẽ nói về thêm cây diệp hạ châu. Nó cũng là một cây cây thuốc dễ tìm mà có khá chi là nhiều công dụng đấy, chứ không phải là không. Thì ngoài ra các bạn nào biết thêm về cái tác dụng khác nữa thì có thể chia sẻ bên dưới video về cái cách sử dụng của cây này. Theo bản thân của mình thì mình sử dụng trong các bài thuốc về thận đấy, yếu thận, đau nhức xương khớp thì mình vẫn có thể cho cây này được, tại vì nó bổ thận thì nó sẽ chữa cả về xương khớp. Thận chủ về xương khớp xương, còn gan thì chủ về gân cơ đó. Thì xương khớp mà đau thì chúng ta có thể sử dụng thêm cây này nữa, nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Thôi chào các bạn nhé, mình không dài dòng văn tự nữa, chúc các bạn luôn có sức khỏe dồi dào.